Tranh cãi giữa binh sĩ và chỉ huy lữ đoàn 47 Ukraine khiến đơn vị tinh nhuệ này trở nên hỗn loạn, ảnh hưởng tới khả năng tác chiến. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 là một trong những lữ đoàn tinh nhuệ được Ukraine thành lập để phục vụ chiến dịch phản công quy mô lớn. Đây là đơn vị đảm nhận mũi tiến công chủ lực ở vùng Zaporizhzhia từ đầu tháng 6. Đến ngày 22 tháng 8, dưới sự chỉ huy của Trung tá Oleksandr Sak, lữ đoàn này chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga, tiến vào Rabotino, làng chiến lược ở mặt trận miền Nam. Tuy nhiên, họ cũng hứng chịu tổn thất nặng nề về binh lực và khí tải trong các cuộc phản công. Lực lượng quân y cho lữ đoàn 47 hồi tháng 9 nói rằng, thương vong của đơn vị lên tới hơn 1.000 người sau 15 tuần tham chiến. Thiệt hại nặng nề đến mức có thời điểm, các đơn vị quân y chỉ còn 50% quân số, do bác sĩ và y tá cũng thương vong khi tiếp cận và sơ tán thương binh gần làng Rabotino, dù họ được trang bị thiết giáp M113 làm nhiệm vụ tải thương. Về lý thuyết, mỗi chiếc M113 chở được 4 thương binh. Trong một ngày hồi tháng 7, chúng tôi phải nhồi nhét 24 thương binh vào trong thân và nóc của một xe M113. Đó là những ngày tồi tệ nhất, thương vong tăng không ngừng, Tara, chỉ huy một đơn vị quân y của lữ đoàn 47, nhớ lại. Lữ đoàn số 47 vài tháng qua cũng chứng kiến nhiều tranh cãi nội bộ, ảnh hưởng đáng kể tới khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị được mệnh danh là nắm đấm thép của quân đội Ukraine. Thượng sĩ Valery Markus, hạ sĩ quan nổi tiếng nhất đơn vị, hồi tháng 7 chỉ trích sự kém cỏi trong ban chỉ huy lữ đoàn và xin chuyển công tác. Markus sau đó gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để trình bày về các lo ngại của bản thân, khẳng định hoàn toàn phản đối những quyết định điều động chiến đấu của lữ đoàn 47. Chúng tôi không được xây dựng đơn vị theo những tiêu chuẩn được đề ra từ ngày thành lập. Tôi không còn cơ hội tác động hay sửa đổi tình hình, thượng sĩ Markus cho hay. Tuy nhiên, Rustam Mustafayev, thượng sĩ thuộc một đại đội xung kích của lữ đoàn 47, cáo buộc Markus đang cố xây dựng hình ảnh bản thân trên xương máu đồng đội và bác bỏ những chỉ trích về năng lực lãnh đạo của ban chỉ huy, khẳng định họ đang nỗ lực hết sức để bảo đảm điều kiện có lợi nhất trên chiến trường. Đến tháng 9, đài phát thanh Suspiner của Ukraine thông báo quân đội nước này cách chức lữ đoàn trưởng của Trung tá Sak. Nguyên nhân dẫn tới quyết định này không được công bố, nhưng trang Military Land chuyên đưa tin về quân đội Ukraine nói rằng Sak mất chức liên quan đến hiệu quả chiến đấu của lữ đoàn ngoài tiền tuyến. Đại tá Oleksandr Papli, người từng chỉ huy lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 112, được bổ nhiệm thay thế Sak. Tuy nhiên, Papli được các sĩ quan dưới quyền mô tả là người không am hiểu cấu trúc đơn vị. Đơn vị tên lửa chống tăng trong lữ đoàn đăng video lên mạng xã hội phàn nàn rằng ban chỉ huy không chịu thừa nhận đơn vị đã mất khả năng tiến công sau nhiều tổn thất trên chiến trường. Thay vào đó, đại tá Papli ra lệnh cho lính bắn tỉa, các khẩu đội cối và pháo binh ra tiền tuyến chiến đấu như lính bộ binh thông thường để duy trì đà tiến. Nhóm lính này tuyên bố từ chối chấp hành mệnh lệnh, cho rằng việc triển khai lính chuyên môn tới các vị trí không liên quan tới trình độ, kỹ năng của họ là hành động vi phạm điều lệnh. Lữ đoàn 47 sau đó quyết định giải tán đơn vị tên lửa chống tăng và các thành viên được coi là lính bộ binh thông thường. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin liên quan đến tình hình nội bộ của lữ đoàn 47. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 được thành lập vào tháng 4 năm 2022, là một trong 9 lữ đoàn mới do Ukraine xây dựng theo tiêu chuẩn phương Tây, được huấn luyện ở nước ngoài và trang bị khí tài chuẩn NATO. Đây được coi là một trong những đơn vị hiện đại, thiện chiến và có khả năng phối hợp tác chiến tốt của Ukraine, đóng vai trò dẫn dắt chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu. Theo VN Express, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.